Xin chào anh chị, muốn chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Stock thì Rất vui được gặp lại quý anh chị trong cái video của em ngày hôm nay Thì như thường lệ em là Đạt, hôm nay em cũng xin phép làm một cái video ngắn Để đánh giá tình hình thị trường cũng như là đi qua một số mạng cổ phiếu mà các anh chị đã quan tâm Thì anh chị xem video nếu thấy hữu ích thì anh chị có thể cho em một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh ha Rồi em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã xem cái video của em ngày hôm nay thì phần đầu tiên chúng ta cũng đánh đánh giá qua thị trường Vindex ngày hôm nay như thế nào. Thì Vindex hôm nay đóng phiên với 1337,78 điểm, À, tăng 9,73 điểm tương với 0,73% với mức thanh khoản là 21.762 tỷ với 169 mã tăng 5 mã tăng trần 37 mã tham chiếu 244 mã giảm và một mã giảm sàn trong rổ Vin30 thì có 14 mã tăng không mã tăng trần không mã tham chiếu 16 mã giảm và không mã giảm sàn mặc dù thị trường ngày hôm nay nó tăng với cái mức điểm là khoảng là 0,73% nhưng mà cái sự phân hóa dòng tiền thì nó vẫn nó vẫn rất là lớn ha à, hôm nay á mặc dù thị thị trường tăng điểm nhưng mà số mã số mã tăng 169 nhưng mà số mẹ giảm thì nó tặng 244 mẹ giảm nghĩa là cái số mẹ tăng nó vẫn nhỏ hơn cái những cái số mẹ giảm rất là nhiều vậy nên dòng tiền á, giai đoạn này nó vẫn nó vẫn gọi là nó thể hiện được sự phân hóa rất là mạnh à, ngân hàng và chứng khoán thì ngày hôm nay á nó cũng đã có những cái mức chuẩn lại à, và dòng tiền và các cái mạng cổ phiếu ngành bất động sản như là Hà đô này Nam Long này KDH này hay là những cái mẹ cổ phiếu chính của ngành bất động sản mà em đã đi qua trong giai đoạn vừa rồi hay là những cái mẹ dầu khí như là BSR BVS hay là BVT thì trong ngày hôm nay nó cũng có những cái mức à, có những có những cái mức tăng điểm rất là tốt và đặc biệt là các cái mẹ cổ phiếu trụ à, đặc biệt các cái mẹ cổ phiếu trụ là các cái mẹ cổ phiếu trong rổ Vin30 nha như là Vietcombank này hay là VRE là hay là VIC hay là Vinhome á đa phần các, các cái nhà cổ à, gọi là các cái mẹ cổ phiếu dòng V à, nhà Vin ấy, thì ngày hôm nay có những cái mức tăng điểm rất là tốt có nghĩa là sau một giai đoạn mà các cái mẹ cổ phiếu trụ nó nhường đường à, nó nhường đường cho các những cái mẹ cổ phiếu nhỏ nó chạy trước thì trong giai đoạn này á thì các cái mẹ cổ, cổ phiếu trụ nó bắt đầu lên tiếng à có những cái món tăng điểm rất tốt ha như là Vic ngày hôm nay đang tăng khoảng là 2,1% này đó vì là tăng 5,2% vre tăng 4,4% cũng như là vinhome đó, là tăng khoảng 1,1,4% và một số những cái mẹ cổ phiếu nó có nó gọi là nó bắt đầu một giai đoạn chuẩn lại à, nhưng mà em đánh giá cái gì ha nhưng mà em đánh giá đây là một nhịp chuẩn cần thiết tại vì trong một quá trình đi lên á những cái nhịp chuẩn và các cái mẹ cổ phiếu như là SSI này, đó, BIDV này, Techcombank CTG đó, là những cái nhịp nghỉ cần thiết để nó đi lên bền vững hơn tại vì nếu mà nó tăng nếu mà nó tăng mãi á, thì khi mà càng lên cao á, thì các áp lực chốt lời sẽ càng lớn vậy nên những cái nhịp nghỉ như thế này á thứ nhất là để test lại cái lượng cung cầu thứ hai là rủ rủ lại cái lượng hàng của các anh chị nhà đầu tư và thứ hai và thứ ba là để gọi là nó xác định được á, là nhà đầu tư nào là nhà đầu tư thật thụ và trên chiến trên thị trường. Tại vì nếu mà anh chị nào mà à, gọi là không có đủ không có đủ kiến thức cũng như không đủ kinh nghiệm, đầu tư á, thì những cái viên đỏ chỉ còn là chỉ một hai phần trăm thôi. Thì các anh chị rất là dễ bán cho mẹ cổ phiếu thì ngày hôm nay á nhiều anh chị nói là cái gọi là cái gọi là cái hiện tượng đơ lệnh ngày hôm nay á thì nhiều anh chị nói là à, nếu mà ngày hôm nay mà cái sàn nó không đơ lại đó thì thị trường nó sẽ sập rất là mạnh tại vì vào phiên sáng á, vào phiên sáng những cái mẹ cổ phiếu á nó bắt đầu gặp áp lực bán rất là lớn nhưng mà với quan điểm của em ha thì nếu anh chị nhìn sang cái sàn HNX này đây nếu anh chị nhìn sang cái sàn Hà Nội á cũng như là sàn Upcom này thì các anh chị thấy không vào phiên chiều á thì những cái sàn này tăng điểm rất là tốt các rất tốt nghĩa là sao nghĩa là cái dòng tiền nó vẫn còn đang rất là tích cực vậy nên theo quan điểm cá nhân của em thì cái sàn hồ sơ á vào cái phiên vào trong những nhịp này á nó chỉnh thì nó cũng chỉnh cũng tương đối thôi nó không chỉnh quá mạnh ha và cái xu hướng vẫn là một xu hướng tăng và với quan điểm của em thì cái xu hướng của nó vẫn là một cái xu hướng tăng và những nhịp chỉnh này là một những nhịp chỉnh rất là bình thường trong một trong quá trình đi lên của những cái mẹ cổ phiếu ha vậy nên nếu anh chị nào nắm giữ những cái mẹ cổ phiếu tốt những cái mẹ cổ phiếu mạnh trong giai đoạn vừa rồi thì các anh chị cứ yên tâm nắm giữ ha nâng chặn lại và yên tâm giữ các cái mẹ cổ phiếu cũng ừ, rất là ok rồi à, về chuyển động ngành ngày hôm nay về chuyển động tổ chức thì hôm nay khối ngoại nó nó bán rồng là khoảng gần 600 tỷ ha tập trung vào các mẹ nó nó bán rồng như là HBG, STB, Vietcombank, Vic, à, Vinamilk, LBank cũng như là và một số mã mà khối ngoại mua rồng trong ngày trong ngày hôm nay đó là TPBank, Vinhome, VRE, SSI, KDH cũng như là HDBank à, về khối tự doanh thì tự doanh hôm nay với tổng mua họ thì tự doanh hôm nay mua rồng là à, khoảng là 212 tỷ trong ngày hôm nay tập trung vào các mã mua như là HBG, Dabeco, Vietcombank, STB, hà Techcombank CTG, VPBank, MBBank à, cũng như là Vinamilk và một số mà cái mã cổ phiếu mà khối khối tự doanh à, bán ròng trong ngày hôm nay đó là VIX, KDH, SCB à, GAS, BNG, FPT, Novaland, MRG cũng như là SSI. Về cái chuyển động ngành ngày hôm nay thì thị trường ngày hôm nay á có ngành tăng cũng có ngành giảm hơn Thì hôm nay ngân hàng là tăng. À, hôm nay à, ngày, những cái phiên ngày hôm trước thì ngân hàng nó nó tăng rất là mạnh. Nhưng mà ngày hôm nay á thì ngân hàng nó có nó có mẹ giảm nhưng mà cũng có mẹ tăng nhìn chung thì nó vẫn tăng điểm đó nhưng mà các cái mẹ cổ phiếu lớn như là STB như là Liên Việt Postbank LB như là BIDV như là CTG thì hôm nay hôm nay nó có những cái mức giảm điểm vậy nên cái ngành ngân hàng cái ngành ngân hàng này ngày hôm nay này đó mặc dù nó tăng á, nhưng mà cái mức tăng nó không lớn nó không quá lớn như những cái phiên trước nữa nhưng mà nhìn chung nó vẫn tăng rất tốt nha vẫn tăng rất tốt bất động sản thì ngày hôm nay tăng rất mạnh ha các cái mẹ như là KDH này DSG này Novaland xin lỗi cái chị Nam Long này hay là Khang Điền à, Khang Điền KDH cũng như là Hado Đô ngày hôm nay nó tăng rất là tốt à, kim loại là ngày kim loại cái ngành ngành thép nha ngành thép hôm nay cũng tăng rất ok à, chứng khoán thì ngày hôm nay có thì có cái mức giảm điểm nhẹ nha chứng khoán ngày hôm nay á À, có muốn giảm điểm nhẹ và các ngành như là dầu khí này viễn thông này bán lẻ ngày hôm nay cũng tăng rất tốt à, mặc dù ngày hôm nay á, thị trường đã đôi lại nhưng mà nhưng mà nhìn chung thị trường nó vẫn khá là ok nó à, vẫn vẫn có dòng tiền khi mà các chị nhìn sang cái cái sàn hà nội này đó khi mà anh chị nhìn sang cái sàn hà nội cũng như là sàn cơm này Nó vào phiên chiều á, cái dòng tiền nó vẫn vẫn nó vẫn rất là nhiều và nó đổ vào các các cái mẹ cổ phiếu lớn vậy nên vậy nên nhìn, nhìn tổng quan thì các anh chị cứ yên tâm đầu tư trong dòng này ha nó vẫn rất, rất rất là ok thôi à, chứ không có gì phải quá là lắng về cái cái chuyển động à, chuyển nằm ngành à, về cái nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay về cái nhóm dẫn dắt của chỉ số tăng là cần việc công banh hbg vic vinhom vib cũng như là vre và một số mã cổ phiếu mà nó giảm điểm trong ngày hôm nay giảm nhẹ thôi chứ không quá lớn nha đó là masan bidv stb techcombank vjc cũng như là ctg rồi về được cái độ rộng thị trường ngày hôm nay khi mà các chị nhìn cái độ rộng thị trường này nếu mà anh chị thường xuyên theo theo dõi cái video của em á thì cái video nào cái cái độ rộng thị trường nó cũng trải dài từ 9 giờ 15 đến phiên chiều nhưng mà sao nhưng cái phiên ngày hôm nay á nó đơ nó đơ lại rất là sớm không nó chỉ uh, giao khoảng là khoảng là khoảng là gần 11 giờ à, 10, giờ 11 giờ thì nó đã đơ lại rất là sớm rồi vậy nên việc phân tích cung cầu trong ngày hôm nay nó rất là khó nó rất là khó nhỉ ha à, rất khó vậy nên để xem á để xem cái thị trường ngày mai á, nó còn đơ lại được không nếu mà thị trường ngày mai nó không đơ lại nó thì chúng ta sẽ dễ phân tích các cái mẹ cổ phiếu hơn rất là nhiều tại vì á khi mà thị trường nó đơ lại thì không biết á, là số người bán nó nhiều hơn số người mua hay là số người mua nó sẽ nhiều hơn số người bán vậy nên cái hiện tượng đơ lệnh nó sẽ rất là khó để chúng ta phân tích một cái mẹ cổ phiếu khi mà nó xảy ra đơ lệnh ha thì em mong là em mong rằng là ngày mai á cái hiện tượng cái hiện tượng đơ lệnh nó, nó sẽ không xảy ra hoặc là nên nó nếu mà nó xảy ra thì nó sẽ xảy ra sau 2 giờ chiều tại vì một cái một cái một cái sàn mà nó giao dịch là khoảng từ sau 2 giờ chiều nó mới đơ thì nó dễ phân tích hơn rất là nhiều còn một ngày mà nó chỉ giao dịch là khoảng 1 tiếng một tiếng rưỡi như một tiếng một tiếng rưỡi như thế này á thì nó sẽ rất là khó phân tích ha rất không tích rồi về cái chỉ số thế giới trong giai đoạn này như thế nào thì các chỉ số của những nước mỹ như là Dow Jones, S&P 500, Nasdaq cũng như là Russell 2000 thì có những cái mức tăng giảm điểm như sau đó là 0,19% à, tham chiếu à, 0,09% cũng như là à, giảm con khoảng là 0,14% về chắc các chỉ số của châu á như là như là Nikkei 25 của nhật bản là giảm khoảng 0,16% 2 của thượng hải là là tăng khoảng 0,26% China 50 của trung quốc là tăng khoảng 0,2% cũng như là Hang Seng của hồng kông là tăng khoảng 1,2% thì nhìn nhìn trong các chỉ số của thế giới trong giai đoạn này à, nó rất là ok và vẫn rất tốt rồi ha rồi tiếp theo em em sẽ đi qua các cái mẹ cổ phiếu chính các cái mẹ cổ phiếu chính trong các các ngành ngân hàng chứng khoán thép bán lẻ cũng như là một vài bất động sản dầu khí ha à, thì nếu nếu mà em không phân không phân tích được những cái mẹ cổ phiếu nào á thì anh chị có thể comment bên dưới phía video thì em sẽ phân tích giúp các anh chị ha tại vì uh, cái gọi là thị trường á, nó có rất nhiều mẹ cổ phiếu à, trong một uh, trong một cái video á thì anh chỉ đánh giá qua một vài mẹ cổ phiếu mà được nhiều anh chị quan tâm thôi còn nếu mà những cái mẹ cổ phiếu mà nào mà em không đánh giá qua thì em cũng mong là các anh chị thông cảm ha rồi đầu tiên chúng ta cùng cùng nhìn nhanh cùng nhìn nhanh qua về các cái mẹ cổ phiếu ngân hàng an bình, à, an, bình á, an bình ngày hôm nay á an bình ngày hôm nay có gặp áp lực bán rất mạnh thì các chị lưu ý những cái mẻ cổ phiếu à, em đã nói rất nhiều ha em á à, với quan điểm của em thì em hay đánh những cái mẻ cổ phiếu loại một hơn những cái mẻ cổ phiếu loại một như là ECB này, BIDV này, CTG này, HD Bank, Liên Việt Post Bank này, MB à, à, Bank, Bank, OCB, STB Techcombank, SHB cũng là T Bank đó, đó là những cái mẻ cổ phiếu loại một mà em hay đánh những cái mẻ cổ phiếu loại một á là nhìn những cái mẻ cổ phiếu à, lớn có có kết quả kinh doanh rất là tốt và khi mà nó tăng á thì nó tăng chậm à, nó tăng chậm ha nhưng mà khi nó giảm á, thì nó cũng giảm rất là ít thì em thích đánh những cái mẹ cổ phiếu mà nó an toàn như thế còn các cái mẹ như là an bình này an bình bvb đó, an bình bvb nvb SGB hay là hay là kiên long ban đó, klb đó, thì đó là những cái mẹ cổ phiếu loại hai thì khi mà các chị tham gia những cái mẹ cổ phiếu như là hay là như là nvb này hay là các cái mẹ cổ phiếu như là KLB là kiên long ban đó, thì các chị phải cân nhắc cái độ rủi ro của nó tại sao em 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 rất ít khi đánh những cái mẹ cổ phiếu này tại vì sao các anh chị biết không tại vì mặc dù á, nó tăng điểm á, thì nó tăng nhưng mà khi nó giảm thì nó sẽ giảm rất là sâu à, đặc biệt như cái mẹ cổ phiếu kiên long Man này vậy nên khi mà các anh chị đặc biệt khi mà các chị tham gia vào những cái mẹ cổ phiếu này thì các anh chị cũng phải đặc biệt lưu ý ha em không có nghĩa là em không ngăn cản cái và là em không ngăn cản cái quan điểm đầu tư của các anh chị nhưng mà khi mà các anh chị tham gia những cái mẹ cổ cổ phiếu loại hai mà em vừa đề cập á, thì các anh chị cũng phải cân nhắc thật là kỹ cái độ rủi ro của nó ha à, thì An bình An bình thì các anh chị có thể nâng cái mức chặn lại lên khoảng giá hai bốn thủng giá 24 thì các chị chốt lời thì ngày hôm nay thằng ông An Bình gặp nó gặp áp lực bán khá lớn và với khối lượng cũng rất là lớn nha An Bình hôm hôm nay khối lượng bán của nó rất là lớn vậy nên các chị phải đặc biệt nếu chị nào nắm giữ với các bạn cổ phiếu này thì các chị cũng phải đặc biệt lưu ý ha rồi ECB ECB đó, ngày hôm nay nó đầu tiên thì tăng rất tốt nhưng mà nhưng mà nhưng mà vào cuối phiên đó, nó cũng bị gặp áp lực chốt lời khá là mạnh thì nhiều khả năng ha nhiều khả năng ECB đó, nó sẽ quay lại nó test để nó test lại cái gáp này là khoảng giá bốn 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 mươi bốn mươi bốn giá bốn nó có thể nó có thể test hết cái gap à, nó có, thể, nó có thể là test hết cái gap này hoặc là nó có thể test nửa gap và sau và sau đó nó sẽ tăng ra lại thôi cái mẹ cb nó vẫn còn tăng nhỉ cái mẹ này là một, là một cái mẹ rất là mạnh vậy nên nếu chị nắm giữ với cái mẹ này thì các chị yên tâm nắm giữ thôi cái mẹ này vẫn chưa xấu đó chị yên tâm nắm giữ ha BIDV. À, bidv thì anh chị anh chị có thể nâng cái mức chặn lại lên cái vẻ với cái mẹ à, với cái mẹ này lên lên khoảng vùng giá là khoảng giá bốn bảy năm thì để nói với cái mẹ này nó xấu chưa thì với quan điểm của em thì nó vẫn chưa xấu à, khối lượng hôm nay bán không nhiều à, khối lượng này bán rất là ít ra cái mẹ cổ phiếu này anh chị quan sát thêm ha và cái mức chặn lại là khoảng 47 năm thủng giá này thì anh chị chốt lời à, BBB à, BBB hiện tại nó vẫn nó vẫn còn tăng rất là tốt nhưng mà sao nhưng mà cái hiện tượng chốt lời á, với cái mẹ BBB này nó rất là nhiều rồi khi mà nó tăng lên vùng giá là vùng giá 28.5 và ngày hôm nay nó nó bán ngược nó bị bán ngược và nó đóng đóng nến xuống giờ là khoảng 26 thì các anh chị nâng dần cái mức chặn lại lên lên với cái mẹ này ha nâng dần lên khoảng giá 20 25 nếu thủng vùng giá này thì anh chị chốt lời CTG, à, CTG mặc dù hôm nay bị bán nhưng mà khối lượng cực kỳ thấp, Nói nhìn thấy không? Hôm nay khối lượng cực kỳ thấp và với cái mã CTG này thì anh chị yên tâm nắm giữ ha. Cái mã này á, giảm đi. Cái mã này á, giảm thì chúng ta mua thêm chứ cái mã này á, giảm thì chúng ta mua thêm chứ anh chị không cần không không cần phải bán với cái mã này ha. Tại vì cái mã CTG là một cái mã cổ phiếu em đánh giá là có có cái mức độ phòng thủ gọi à, là cái mức độ an toàn á, rất là cao trong ngành ngân hàng. Thì nếu như là đánh CTG á, thì thị trường nó sập mạnh á thì các chị mới lỗ thôi. Còn nếu mà thị, thị trường nó không sập á thì các chị rất là khó rất là khó lộ với khi mà các chị đánh với cái mẹ CTG này ha tiếp tục giữ tại vì cái mẹ CTG á nền tảng tốt nền tảng cơ bản tốt nền cả nền, nền tảng kỹ thuật tốt à, thông tin bên ngoài tốt tin tức tốt, tốt thì không có việc gì mà cái mẹ CTG này các chị phải quá lắng với cái mẹ này nữa à, khi mà các chị đánh với cái mẹ này yên tâm nắm giữ ha à, có gọi là có vốn thì chúng ta à, những cái mẹ những cái giá đỏ như thế này thì các chị mua thêm mua thêm ha tiếp tục giữ mua thêm à, HDBank HDBank ngày hôm nay gặp áp lực bán rất là nhiều tại vì khi mà tăng lên vùng giá là khoảng giá 35 nhưng mà nó đóng phiên với một giá 34.3 nghĩa là cái áp lực bên trên của nó nó khá là nhiều thì nhiều khả năng thằng hát đó nó phải có cái những cái phiên test lại ở test lại cung cầu đi ngang để test lại cái lượng cung cầu ở như những cái phiên này các chị đó, như như những cái phiên này này ở như những phiên này này thì nó mới đi lên bền vững hơn đó nó test lại đi ngang có nghĩa là nó tăng nó nó tạo nền nó tăng tạo nền nó tăng thì những cái nền như thế này là những cái nền gọi là những cái những cái nền móng gọi là những cái bậc thang để nó để nó bước lên à, nó bước dần dần lên thì nhiều khả năng khác đi nó sẽ đi ngang thêm một hai phiên nữa và sau đó sẽ tiếp tục tăng ha cái mạng này vẫn chưa quá xấu mà vẫn chưa xấu nhỉ tiếp tục theo dõi à, kim long băng thì em cũng đã nói rất là nhiều rồi. cái mạng này rất là khó đánh à, khi khi mà các anh chị à, tham gia với cái mẹ này á là một cái mẹ trên à, trên sàn ốp cơm và những cái mẹ trên sàn ốp cơm mắc cái độ biến làm giả nó rất là nhiều vậy nên cái mẹ này em không khuyến khích anh chị anh chị tham gia ha, tại vì nó rất là nguy hiểm thì anh chị nếu anh chị nó nắm giữ với cái mẹ này thì các anh chị có thể canh bán ha ngày mai nhiều khả năng á, nó sẽ có những nhịp hồi nhịp hồi tương đối thì các anh chị có thể canh bán với mẹ này để chuyển sang những cái mẹ cổ phiếu nó an toàn hơn à, liên việt à, liên việt á liên việt thì sau một hai ba bốn năm sau năm phiên à, sau năm phiên mà tăng nóng của nó thì hàng liên việt thì nó đã có những cái phiên chuẩn lại à, thì đầu phiên á thành liên việt nó mở một cái gáp rất lớn à, đầu phiên nó mở một gáp là vùng giá khoảng vùng giá 32 nhưng mà ngay sau đó nó, nó gặp áp lực bán đứng xuống à, nhìn tổng quan thì với quan điểm của mắt thì cái mẹ này là vẫn chưa xấu anh chị năng chặn lại với cái mẹ này lên khoảng giá tám à, gọi là khoảng giá 28 năm ha thủ muốn thì phục thủ giá 28.5 thì các anh chị chốt lời cái mẹ này nhìn tổng quan nó vẫn chưa xấu đến chị tại vì á một cái mẹ cổ phiếu khi mà nó chạy nước rút á thì nó không chỉ chạy bao nhiêu đây đâu tại vì cái form cái là một cái mẹ cổ phiếu khi mà nó bắt đầu một giai đoạn chạy nước rút thì nó sẽ chạy rất là điên chứ nó không chỉ là nó chạy bốn năm phiên như này đâu thì anh chị tiếp tục giữ năng chặn lại lên à, mời ban à, mời ban là một cái mẹ cổ phiếu tương tự như CTG nói về cái độ phòng thủ á thì em đánh giá thành nói về cái độ phòng thủ cũng như là độ an toàn trong ngành ngân hàng á thì ba mẹ cổ phiếu mà em đánh, đánh anh em đánh giá cao nhất về cái tính phòng thủ của nó đó là mb ctg cũng như là techcombank thì ba cái mẹ cổ phiếu đó là ba cái mẹ cổ phiếu đánh rất là chắc chắn có nghĩa là trong quá trình đi lên của nó các chị nhìn, nhìn nhìn cái gọi là trong quá trình đi lên của nó đi nó đi lên nó tạo nền tạo nền tạo nền tăng tạo nền tăng tạo nền tăng á. có nghĩa là cái quá trình đi lên nó không nhanh nhưng mà cái tính an toàn nó cực kỳ mạnh vậy nên à, nếu chị nào đầu tư dài hạn với cái mẹ việt công banh này á thì các chị canh những cái nhịp giá đỏ này các chị mua thêm ha mua thêm chứ không có gì phải bán với cái mẹ này cả cái mẹ mười banh á là một cái mẹ cổ phiếu đánh dài còn nếu cho đánh lướt thì, mẹ cũng, thì đây là một thì đây là cái mẹ cổ phiếu không phù hợp với các chị ha à, các chị đánh lướt với cái mẹ mời banh này rất là khó rồi tiếp theo là mẹ MSB MSB thì nhìn xu hướng thì nó vẫn rất ok ngày hôm nay mặc dù thằng MSB đó, nó gặp áp lực bán khá là mạnh tuy nhiên vào cuối phiên đó, nó cũng có, có lượng tiền à, gọi là à, gọi là vào phiên sáng đó, thì nó vẫn có lượng tiền để nó kéo với cái mẹ cổ phiếu này lên vẫn rất ok tiếp tục nắm giữ ha tiếp tục nắm giữ và nâng chặn lại lên khoảng giá 27 mươi bảy à, bảy giá này thì chị chốt rồi tiếp theo là NVB đấy không các anh chị thấy những cái mẹ cổ phiếu loại heo nó tăng thì nó tăng rất là nhanh nó tăng rất nhanh nhưng mà khi nó giảm á, thì nó sẽ giảm cũng rất là nhanh vậy nên anh chị nào nắm giữ với cái mẹ này thì các chị canh chốt lời ha canh chốt lời với mẹ này bên này được rồi OCB OCB á OCB mặc dù hôm nay nó giảm nhưng mà khối lượng cũng không không có cao và cái gọi là cái spread của nó gọi là cái biên động gọi là cái biên động giá của nó trong ngày hôm nay nó cũng rất là nhỏ nhiều khả năng thì OCB nó sẽ test lại một cung cộng một, một hai phiên đó nó sẽ test lại những cái vùng như thế này này các anh chị đó, nó sẽ test lại màu khoảng là một hai phiên như này và sau đó nó sẽ bật tăng lên lại thôi tiếp tục nắm giữ ha SKB, à, thì nó vẫn nằm, nằm, trong một xuống tăng thì các anh chị lưu ý với những cái mẹ như thế này ha những cái mẹ như thế này á mà khi mà các anh chị gặp áp lực bản lớn á, thì các anh chị phải chốt lời gấp tại vì nó giống như à, thì, tại vì thằng gọi là thằng SKB á cái à, gọi là cái cái dạng đánh của nó nó giống như nó rất là giống như thằng NVB này thì các anh chị nếu nắm giữ với cái mẹ SKB thì các anh chị phải đặc biệt lưu ý ha nó giảm liệt nó giảm á, thì chúng ta phải bán liền uh, SHB này đầu phiên tăng rất tốt đầu phiên SHB nó tăng gần trần luôn nhưng mà sau đó khi mà thị trường nó đỏ uh, thì SHB nó cũng gặp áp lực uh, áp lực bán khá là tương đối thì SHB anh chị tiếp tục biểu thôi cái mẹ này là vẫn chưa xấu nữa chị cái mẹ này á nó nó làm lì làm lì làm lì nhưng mà khi mà nó gọi là nó vào cái form của nó thì nó sẽ đánh rất là điên nó sẽ đánh rất điên ha tiếp tục ứng biểu với mẹ này vẫn chưa xấu STB Uh, STB ngày hôm nay nó giảm cũng khá là tương đối hôm nay thằng STB nó giảm hơn 4 phần thì các anh chị có thể canh cái mức trần lại với cái mẹ STB là khoảng giá 31.8 thì nếu thùng hôm này thì các anh chị chốt lời còn nếu mà nó không thuận thì tiếp tục giữ ha, tại vì cái mẹ cái mẹ cổ phiếu này nó đã vào phone tăng giá rồi, tại vì trong một quá trình trong trong một cái quá trình đi lên của cái mẹ STB này á, nó có rất là nhiều cái phiên đỏ, cái gì không? chỉ chờ một xíu nó có rất là nhiều cái phiên đỏ đây đỏ đỏ này nó tăng nó đỏ đỏ này nó tăng đỏ đỏ nghĩa là những cái phiên như thế này á là một những cái phiên rất là cần nó gọi là rất là cần thiết trong một quá trình đi lên của nó chứ không phải là cái mẹ cổ phiếu nó xấu ha nhưng tổng quan á thì em vẫn chưa đánh giá với cái mẹ cổ phiếu này nó xấu đâu nó vẫn khá là ok nhưng mà nếu mà anh chị nào sợ thì các anh chị có thể nâng cái mức chặn lại với mẹ này lên còn giá 31.8 điểm giá 32 ha rồi tiếp theo là mẹ Techcombank ở à, cũng uh, tương tự như thằng BID xin lỗi các anh tương tự như CTG như là MBank thì mẹ cổ phiếu này đánh rất là chậm và chắc thấy không nó trong một quá trình đi lên nó rất là neo nó neo rất là sát nhau và đi đi lên rất là chậm rãi thì cái mẹ này tiếp tục nắm giữ và đánh dài như vậy ha cái mẹ tới công ban là một cái mẹ cổ phiếu đánh dài thôi chứ chị đánh lướt với mẹ này rất là khó tiếp tục nắm giữ ha giảm mua thêm vì công banh à, vì công banh sau những cái phiên gọi là sau những cái phiên gọi là làm nền à, thì là vì công banh sau những cái phiên làm nền cho các mẹ cổ phiếu nhỏ thì hôm nay á thì vì công banh nó có mức trang điểm cũng rất là tốt thì gọi là nó, gọi là nó nén lâu quá nha cái mẹ cũng vì công ban nó nén rất là lâu trong khi các cái mẹ cổ phiếu nó tăng À, 30 40 50 phần rồi thì cái mẹ cổ phiếu à, công bây giờ nó mới chạy thì anh chị nào nắm giữ các anh chị có thể tiếp tục theo dõi ha và các chị quan sát à, quan sát cái ngưỡng kháng cự bên trên của nó là khoảng giá 100 à, 105 nếu về vùng này mà, nó gặp áp lực bán nữa thì các chị canh chốt rồi ha cái mẹ viên công nó tăng không nhiều đến chị nó tăng từ 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 đi lên nó tăng nó đánh rất chậm ha vậy nên nếu anh chị nào đánh với cái mẹ cổ phiếu này thì các chị cũng phải đặc biệt lưu ý rồi tiếp theo là mẹ vib à, vib tiếp tục đóng giữ thôi cái mẹ này vẫn hết để mua rồi anh chị không còn để mua nữa VB Bank VBank thì cái mẹ này nó không biết là không biết cái ý đồ của cái đội mà nó đánh với cái mẹ Bank này như thế nào là không biết là nó tốt hay là xấu nhưng mà anh chị nào có hàng tiếp tục đóng giữ ha cái mẹ này là vẫn nó vẫn chưa xấu và các chị tiếp tục đóng giữ ha còn để mua với mẹ này thì hiện tại mẹ này không còn để mua nữa cái mẹ này một khi mà mẹ nó đã vào phơm chạy nước rút như thế này á thì rất khó để mua à, cái gì lưu ý, ha tiếp theo các mẹ ngành chứng khoán ha chứng khoán đi đi rất mạnh ha đi mặc dù hôm nay thì chúng nó giảm điểm á nhưng mà VND nó vẫn có lượng tiền à, trong phiên mặc dù thằng VND nó giảm xuống vùng giá là khoảng vùng giá 48.5 nhưng mà vào cuối phiên á thằng VND nó có lượng tiền nó kê lên kê lên và kéo cái mẹ này lên giá 50.7 thì mẹ này tiếp tục đánh tiếp tục nắm giữ thôi anh chị không gì phải quá xấu với mẹ này ha à, VCI à, VCI thì cái mức trần lại của nó là khoảng vùng giá 77 ha thủng dễ thủng giá này thì anh chị chốt lên Uh, SI, sau những cái phiên tăng nóng của nó thì SI này hôm nay nó gặp gặp áp lực chốt lời nhưng mà cái khối lượng nóng cao nha khối lượng rất, rất rất, rất là thấp thì giờ nắm giữ tiếp tục nắm giữ ha cái mạng này á nếu mà nó tạo là nếu nó tạo nền thêm một hai phiên nữa thì anh chị có thể mua thêm những cái phiên như thế này á rất rất là giống như những cái phiên như này gì đó những phiên đại đỏ, đỏ như này đó những phiên đại đỏ, đỏ như này là những cái phiên rất là bình thường trong một quá trình đi lên của những cái mẹ cổ phiếu và nên chỉ tiếp tục nắm giữ ha, và nâng chậm lại lên rồi các cái mẹ cổ phiếu như SHS này SS cũng tương tự SI à, tương tự ha có những cái phiên đợi giá rất tốt rút chân nó à, vẫn có đầu đóng đóng phim với một cái nén rút chân khá là ok tiếp tục giữ với mày đây anh chị ha tiếp tục giữ thôi vẫn chưa có xấu mbs vẫn rất là mạnh ha mbs vẫn ok hcm à, hcm thì anh chị có thể nâng cái mức tràn lại lên vùng giá khoảng bảy 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 năm tổng giá này thì anh chị chốt lời rồi các cái mã như là egr này oh, egr nó tăng đi anh chị những cái mã cổ phiếu này thì rất là khó đánh các những cái mã cổ phiếu này nó nó không theo quy, quy luật cung cầu của thị trường vậy nên anh chị đánh những cái mã egr này như là ebs này thì anh chị phải đặc biệt lưu ý những cái gọi là những cái mức độ rủi của nó ha BSI tiếp tục nắm giữ và nắm chặt lại lên những cái mẹ cổ phiếu như thế này á những cái mẹ cổ phiếu như là EGR, EBS, BSI, BSI hay BVS khi mà các chị gặp những là những cái phiên đỏ mạnh á thì các chị phải chốt lời gấp tại vì những cái mẹ cổ phiếu này nó tăng thì nó tăng cũng nhanh nhưng mà khi nó giảm á thì nó giảm nó cũng sẽ giảm rất là nhanh vậy nên các chị đặc biệt lưu ý ha. CTS cũng tương tự à, thêm các chị các chị thấy không? Thằng CTS khi, à, khi, mà, khi mà khi, mà nó, khi mà nó tăng này thì nó sẽ tăng rất là yên nó mở gáp này thấy không? Nó mở gáp nó tăng này đó, nó mở gấp ra nó, nó mở gấp ra tăng này nhưng mà khi nó giảm á nếu mà anh chị đu vào những cái phiên như thế này khi nhưng mà khi nó giảm á, thì nó sẽ giảm sàn liên tục vậy nên khi mà anh chị nắm với những cái mẹ cổ phiếu này thì các anh chị phải cân nhắc cái độ rủi của nó thật là kỹ nha thật là kỹ rồi tiếp theo là các cái mẹ như TVC này. những mã cổ phiếu này yếu quá nha TVB thì các anh chị có thể canh chốt lời cổ nhỏ khoảng giá 17.5 ở những cái mẹ cổ phiếu VIX này à, VIX thì nó đã vào phân tăng giá của nó nhưng mà cái mẹ cổ phiếu này nếu anh chị đánh thì các anh chị cũng phải cân nhắc ha tại vì đánh khá là khó chịu đánh đánh là khá là khó chịu với những mẹ cổ phiếu như thế này rồi tiếp theo là các cái mẹ cổ phiếu mình thép thế chúng ta có ha tvn ở ờ, tvn sau khi mà anh giá quanh đây thì nó có những cái mức tăng điểm khá là tốt ha anh chị nó có hàng tiếp tục cũng giữ thôi nên kim ở ờ, nam kim thì là vẫn tăng khá là ok mẹ này những cái mẹ như thế này để hết điểm mua rồi tiếp tục cũng giữ như các anh chị ha nam kim cas hoa sen thì ngày hôm nay bị gặp áp lực chốt lời khá lớn thì các anh chị có thể nâng cái mức chặn lại với mẹ nên lên khoảng giá 42 ha. 42 thì anh chị chốt lời. HWG thì sau những cái phiên chưa cổ tức thì nó cứ chạy thôi. Những cái mảng như thế này á thì đợi à, chúng ta phải đợi những cái phiên T cộng ba của nó hoặc là những cái phiên hàng về như thế nào thì chúng ta mới đánh đánh giá được cái mức độ cung cầu của nó thì nó có nó nó có tốt hay không. Rồi các cái mảng như là VGS này, à, những cái mảng cổ phiếu này khá là yếu. Hay là Bơm này, à, rất là yếu nha. Khá là yếu T là H thì nó vẫn rất là chậm. Những cái mảng cổ phiếu này cảnh gì hàng chế đánh ha, hàng chế đánh. Rồi các cái mảng cổ phiếu như ngành bán lẻ, bán lẻ công nghệ như là World À, uh, DJ One thì sau những cái phiên giảm của nó thì có những phiên hồi phục khá là ok nhưng mà khối lượng nó hơi thấp. Cái, cái mạng này tiếp tục theo dõi ha, mạng này tham gia vẫn chưa đâu. Hay là FPT, FPT thì tăng khá là ok, FPT vẫn vẫn tăng khá là ok như ha. Thì hôm nay là cái ngày giao dịch không hưởng quyền với cái mạng FPT này. Thì nếu chị nào nắm giữ thì các chị tiếp tục cũng giữ thôi. Còn mua thì vẫn chưa thể, à, vẫn chưa thể mua với mạng này cái gì ha. Bet, a uh, bet thì gọi uh, là ngành vận uh, tải biển thì cái mẹ này á uh, cái mẹ này để tham gia thì các chị nên chờ thêm thì thằng bet mà sau khi mà nó vượt cái cạn của nó thì nó tăng rất tốt thì chị, uh, các chị theo dõi thêm ha năm điều thì có thể tiếp tục năm điều được masan à, uh, masan thì phải chờ masan thì đang có dấu hiệu là nó quay trở lại nó tác định của nó thì anh chị phải chờ ha masan thì nếu tham gia thì anh chị nên chờ thêm rồi các cái mẹ như là bng này ở uh, à, bng thì đang giữ giá khá là tốt mặc dù nó giảm điểm nhưng mà nó đang giữ giá, đang giữ giá khá là tốt quanh vùng này ở đây nghĩ khá tốt ha tiếp tục dụ thôi để mua mới thì còn chưa đâu và các cái mẹ như là ngành dầu khí như này sẽ xin lỗi cái chuyện ngành bất động sản ha. đi qua nhà một mã bất động sản như là egg này egg mặc dù giảm điểm mất nhưng mà cái mẹ cái mẹ này á nó dự giá rất tốt cái mẹ này cái, cái mẹ này hiện tại nó vẫn còn điểm mua cho anh chị thì nếu chị nào tham gia thì anh chị có thể tiếp tục à, nếu chị nào mà thích với cái mẹ này thì anh chị có thể giải ngân với mẹ này rất, rất ok hay là CEO Uh, CEO thì sau mà sau những cái phim mà nó có dấu hiệu tạo đáy như này, thì CEO thì hiện tại đã đánh vượt đỉnh rồi, Thì để tham gia lại an toàn với cái mạng này á, thì các anh chị nên nhanh chờ, nên chờ thằng CEO nó gọi là nó vượt cái cản bên trên này của nó là khoảng giá 11 đến 12 á, thì mới có thể tham gia an toàn với mạng này ha. CKG, uh, CKG thì hiện tại đang neo giá của vùng này, tiếp tục theo dõi. CRE, uh, CRE thì vẫn giữ giá khá là tốt trong cái biên này nha, tiếp tục theo dõi và uh, tiếp tục theo dõi nhưng mà giải ngân thì vẫn chưa đâu. À, uh, cái mã như DIG này, họ ừ, đi hôm nay nó nó tăng nhưng mà vào cuối phiên á, nó bị gặp áp bán khá là nhiều Mà ừ, cái mẹ này á anh chị nào có, có hàng thì tiếp tục giữ còn để mua thì vẫn chưa vẫn chưa có thể tham gia với mẹ này à, ừ, DG à, ừ, DG thì những cái phiên gần đây nó neo giá khá là tốt ha ừ, là nó nó giữ giá khá là tốt khi mà vẫn có dòng tiền mình dưới để nó kê lên nó kéo với cái mẹ DG này lên thì anh chị nào có hàng tiếp tục giữ còn nếu anh chị nào thích với cái mẹ DG này thì các anh chị có thể lấy vị thế rút ừ, khoảng là 20 đến 30 trăm trước khi mà nó vượt cũng giá khoảng giá 28 29 chín thì các anh chị mua cho tăng ha cái mạng này cổ phiếu này nó khá là tiềm năng tại vì nó đã test lại cái ngưỡng đỉnh 26 nó ok rồi và một cái mẹ mạng cổ phiếu sau khi mà test lại cái đỉnh của nó thành công á thì nó sẽ bắt đầu một cái form khá là tốt nó tiếp tục giữ và có thể mua ha và cái mạng này vẫn có điểm mua chị vẫn có điểm mua ok HDC à, HDC nắm giữ anh chị nắm giữ và năng chân lại nữa ha cái mạng này thì hiện tại nó không uh, không còn điểm mua nữa rồi HDG à, HDG thì sau khi mà nó tạo này, này nó test cũng khá là ok thì hiện tại hôm nay á nó có những cái mức tăng điểm rất là tốt thì đáng lẽ ra thằng HDG hôm nay nó tăng trần nhưng mà do thị trường nó xấu á và cổ phiếu nó gặp áp lực chốt lời khá là tương đối à, thì anh chị nó có hàng tiếp tục giữ á cái mẹ này vẫn thì hiện tại để hết điểm mua rồi các à, cái mẹ như là KDH này à, KDH khá là đẹp gì ha KDH là một cái mẹ cổ phiếu khá là đẹp thì cái mẹ này hiện tại vẫn còn điểm mua và cái mẹ này hiện tại vẫn còn điểm mua thì nếu anh chị nào thích với cái mẹ này thì anh chị có thể mua quanh giá khoảng ba khoảng giá ba mươi ba mươi chín năm ba mươi thì anh chị có thể mua quanh vùng này thì và các anh chị để mức kết lót của nó là khoảng giá 38.5 các anh chị mua mua 39.5 để mức kết lót là 38.5 thì các anh chị có thể mở mua mới à, mở hoặc là mua gia tăng với cái mẹ này rất ok nha tại vì cái một khi mà cái mẹ form làm tại vì á cái dòng tiền lớn thì nó nó đã đánh với cái mẹ cái đá này rồi đó và nó giữ giá khá là tốt trong những cái phiên gần đây thì thêm đánh giá cái mẹ cổ phiếu này nó đã vào một cái form tăng giá với lại là cái sóng bất động sản á, nó nó đang gọi là nó đang mong mê để nó nó đánh qua thì mẹ cái DH hát là một cái mẹ cổ phiếu rất đáng được các anh chị đầu tư trong giai đoạn tới ha Uh, Nam Long, uh, Nam Long tăng rất tốt. Nam Long tương tự uh, hôm nay, ngày hôm nay á, uh, Nam Long thì hiện tại đã đánh vượt đỉnh rồi. Uh, thì sau khi mà test lại cái đỉnh này, thì hôm nay Nam Long nó, nó đã đánh vượt đỉnh. Thì mẹ này anh chị tiếp tục tiếp tục nắm giữ ha. Cái mẹ này hiện tại đã hết điểm mua rồi. Uh, Phát Đạt, đây cái mẹ Phát Đạt à, uh, Phát Đạt thì hiện tại nó vẫn giữ giá rất là tốt. Uh, cái mẹ này á, nó nó đánh gọi là đánh mặc dù nó tăng không nhanh, nhưng mà cái mức độ mức cái mức độ an toàn của cái mẹ BDR này nó khá là cao ha. Được rồi các mẹ như Vinh Home này, mà Vinh Home này ngày hôm nay tăng rất tốt, thì để tham gia lại Vinh á, thì các chị nên chờ thêm, nên chờ lại test lại cung cầu, ok thì các chị mới có thể đánh. nhưng mà các mẹ Vinh Home ấy, khi mà các chị đánh thì các chị phải cân nhắc, mà cân nhắc là tại vì cái mẹ này đánh, đánh rất là chậm, đa phần là các cái mẹ cổ phiếu nhà nhà Vinh nhất, Vinh Hôn, VRE, nó đánh khá là chậm, vậy nên chị nào phải cân nhắc ha, VRE này. À, VRE hôm nay gọi là nó đang có dấu hiệu tạo hai đáy chỗ này đó nó tạo một đáy này thì nó tạo hai đáy này thì gọi là cái đường neckline đường neckline của thằng VRE là khoảng giá là khoảng giá 32 để nhẹ 32.5 thì nếu mà nó được nó vượt được nó vượt được cái đường neckline như thế này đó nó vượt được cái neckline như thế này thì thằng VRE nó sẽ có nó gọi là nó, nó sẽ khả quan hơn rất là nhiều giai đoạn này thì các chị chưa, nên mua sớm ha thì các chị nên chờ nó vượt vùng giá này nó test lại đó, nó vượt vùng giá này nó test lại thì các chị có thể mở mua mở mới với mẹ VRE này ha À, các chị có thể mua mới khi mà tái là thành công thì các chị mới có thể mua còn trong giai đoạn này thì em nghĩ với quan điểm của em thì anh chị chưa nên tham gia với mẹ vr này quá sớm rồi chắc có lẽ là em sẽ dừng lại cái video của em, cái video của em ngày hôm nay và em xin cảm ơn chị rất là nhiều đã xem cái video ngày ngày hôm nay của em và hẹn gặp lại các chị trong cái buổi live stream của em ngày, ngày mai ha thì em sẽ ra video ngày thứ hai thứ ba thứ năm và thứ sáu và sẽ và sẽ live stream tương tác cũng như là trả lời câu hỏi cho các chị vào ngày thứ tư, à, thứ tư và thứ bảy vào lúc à, vào lúc là 19h30 mỗi, à, mỗi thứ tư và thứ bảy mỗi hàng tuần ha thì hẹn gặp lại các chị trong cái buổi livestream à, ngày hôm qua ngày mai à, xin chào xin chào chị à, xin chào chị ha và hẹn gặp lại các chị trong những video sắp tới